về nhà luôn nha, về nhà nha, về nhà Trang Bảo à. Hai xin chào Trang Bảo, em đây có chuyện làm cái bạn nhá. Nè. Người tập bị bay mà đường view cho thằng. Nè hôm nay mấy tóc chị giảm cao đều đi đi. Đúng mẹo nha. Nè. Nè chuẩn bị mưa bẻo vô nha các bạn. Chấm. Nè thầy. Nhớ ta tụi xin. Nè quay tôi với mẹ. Hôm nay lớp 10A6 chị vô nha các bạn. Đây là đây nha các bạn, hôm nay ngày mai tóc thì dẫn các bạn đi chốc bảo nha. Thầy anh sẽ truyền lại cho mai tóc cái clip nha thầy. Thầy em sẽ lên từ đây ra tôi em sẽ nói ngày 12 thầy. Đây à đúng không? Đây nhá các bạn, nhớ đây, tôi sẽ trở thành YouTuber của thầy anh. Thầy chừng à, thầy có gì thầy nhớ với em nha thầy. YouTuber bao nhiêu đăng ký? Đây các bạn dàn tay đẹp tay nhất lớp 10 anh lên em đây. Đây. Đây, các bạn thấy không? Đây bạn trực đẹp trai nhất lớp 10 anh lên nha các bạn. Đây bạn trực đi ăn mình đẹp trai nữa các bạn. Ôi thầy anh vô đẹp trai cơ thầy anh. Tinh bình là gì, tinh thần là đéo không đi. Đây xin mời phỏng vấn bạn á, phỏng vấn bạn như thế nào ạ? Là đứa lớn cảm thấy trong thầy nè thầy mình cảm ơn nha thầy. Bạn phỏng vấn không bạn? Mà ma nghĩ rồi các bạn nó thấy xem như thế nào sao các bạn chưa nhảy. À mấy bạn nha. Ơi mấy bạn có phỏng vấn không? À thầy anh phỏng vấn nè. Rồi nó bán nó chạy luôn. Giúp giúp. Thầy anh bị ít nhiều đăng ký. Thầy xem này em mở thầy giờ chia với em như thầy. À. Làm ấy. Cái này con gì thầy? Mẹ Xuân Anh bị Xuân Anh. Về nhà chống bão. Điều này nghỉ.